Những vụ tai nạn liên hoàn như thế này đang xảy ra vào những ngày cận Tết ở Trung Quốc. Giải thích cho vấn đề này, nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng cô Jennifer Zhang đã đăng video cùng dòng trạng thái lên trang mạng xã hội cá nhân như sau. Thật là kinh hoàng, cuối video, một người đàn ông nói rằng có hơn 100 phương tiện liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn này. Ở miền Nam Trung Quốc, hiếm khi có tuyết rơi dày đặc và nhiệt độ thấp như thế. Nhưng vào những lúc tuyết rơi như thế này, chính quyền Trung Quốc không hề phát đi cảnh báo rằng người dân nên hạn chế ra ngoài khi có tuyết. Vậy nên, những người chưa có kinh nghiệm lái xe trên tuyết rất dễ gây ra tai nạn. Rốt cuộc tình hình mới thành ra thế này. Ngoài ra, cô Jane cũng đăng tải hai hình ảnh và cho biết đây là hình ảnh trên một đường cao tốc thuộc tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đây không phải phim ảnh, mà là một bức ảnh thật hoàn toàn. Nhiều người cho biết hàng trăm nghìn người đang bị mắc kẹt trên cao tốc 3 ngày 3 đêm mà không có thức ăn, không nước, không phòng tắm. Cuối cùng, chính phủ đã cử một số người mặc đồng phục ra để cào bỏ, dọn dẹp tuyết. Nhưng nếu để ý, mọi người có thể thấy rằng những người dọn tuyết kia tại sao cần phải đứng thẳng tắp với nhau thành hàng như vậy không? Bởi vì xung quanh đó có máy quay đang ghi lại những hình ảnh đó để sử dụng cho các ban tuyên truyền. Mọi người nghĩ xem họ cần bao lâu để xóa hết tuyết bằng một phương pháp thủ công như thế. Trong khi đó, một tài khoản Twitter có tên là Kỳ Cầm đã đăng một đoạn video ngắn và nói rằng đoạn video này sẽ được phát sóng trên CCTV và nội dung tuyên truyền dự đoán sẽ là như thế này. Tuyết rơi dày đặc, các chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm việc vất vả ở tuyến đầu để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hộ tống họ về quê đón Tết. Liệu CCTV có đả động gì đến vụ tai nạn liên hoàn phía trên hay không? Được biết trước đó, tuyết rơi dày đặc và mưa băng giá kể từ ngày 3 tháng 2 đã khiến giao thông ở tỉnh Hồ Bắc bị tê liệt. Những người bị mắc kẹt trên đường về nhà đã dùng từ bò để mô tả 3 ngày 3 đêm họ bị mắc kẹt trên đường cao tốc Tiên Đào ở tỉnh Hồ Bắc như thế nào. Một số người phải tự cứu mình giữa tuyết rơi, đói khát và lo lắng. Họ trèo qua lan can bảo vệ đường cao tốc để mua mì ăn liền tại khu dịch vụ. Do chính quyền không hành động, nhiều người đã phải bất chấp cái lạnh khắc nghiệt đội tuyết đẩy từng chiếc xe. Người đàn ông trong video cho biết, anh đang đứng trên cao tốc thuộc tỉnh Hồ Bắc. Xem kẹt cứng như thế này, anh không biết phải làm sao. Mọi người có thể thấy lớp tuyết dày dưới chân. Làm thế nào đây? 3 ngày rồi, không thức ăn, nước uống. Tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Một tài khoản Twitter khác đăng video cho thấy tình cảnh hiện tại và ghi như sau. Đây chính là cao tốc Hồ Bắc. Nếu tình trạng này tiếp diễn, e rằng sẽ có người chết mất. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác không hề quan tâm, dân thường có sống chết cũng không liên quan gì đến họ. Các thông tin trên đã nhanh chóng đẩy vào danh sách tìm kiếm nóng, cư dân mạng bình luận. Điều này cho thấy chính quyền Hồ Bắc không hề có động thái xử lý.